35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc Trường Sơn Có Một Thời Như Thế, với sự giao lưu góp mặt của những nhân vật tiêu biểu, những phóng sự bên lề, những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ, nghệ sĩ trung ương và Hải Phòng. Chương trình sẽ mang tới cho khán giả xem truyền hình một cái nhìn toàn cảnh những ký ức hào hùng đáng nhớ về chặng đường 35 năm lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2010 tại nhà hát Tháng 8 thành phố và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng và trên hệ thống truyền hình cáp quốc gia. Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc hân hạnh tài trợ chương trình này.